Một trong những mục tiêu quan trọng đang được huyện Bát Sát chỉ đạo ưu tiên nguồn lực đó là nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân theo chuẩn nông thôn mới. Hết năm 2021, thu nhập bình quân trên địa bàn đạt 33,6 triệu đồng một người một năm, huyện có 8 trên 20 xã đạt tiêu chí thu nhập theo chuẩn nông thôn mới để nâng cao thu nhập cho người dân, Bát Sát tập trung vào các giải pháp trọng tâm, đó là có cơ chế chính sách đặc thù tạo điều kiện để người dân được tiếp cận vốn vay ưu đãi đầu tư cho sản xuất chăn nuôi, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với mở rộng diện tích các cây trồng chủ lực, chú trọng chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đơn vị đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn và xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm bên cạnh nông nghiệp bát sát cũng chú trọng đến phát triển tiêu thụ công nghiệp các làng nghề dịch vụ du lịch nhằm tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân